thì lúc mà khai thác con giống từ tự nhiên đem về bắt đầu nó chỉ là một con giống thôi, nó chưa có ngọc trai. Thì đầu tiên nó thương ngọc trai những con giống này, thì đầu tiên chủ cơ sở đây họ phải tạo ra cho một con giống ít nhất một con trai là một cái nhân, rồi sau đó lấy cái nhân đó sẽ cấy ghép vào bên trong nội tạng con trai này bị tổn thương, và con trai này nó tiết ra một cái dịch để bao phủ cái nhân này lại để nó kiện lại nó. Thì ngày nào con trai này cũng tiết bám vào cái nhân này to dần nó tan sơ bên cổ con trai lấy cái này ra rồi thì con trai. Còn cái nhân đó nó tạo ra bằng cái gì đó chính là những vỏ con trai già đã khai thác từ trước làm vỏ lại chỉ cắt ra, nhưng mà vỏ này ra nhiều cái nhỏ rồi sau đó chỉ bỏ vô một cái máy khác mai sát rồi đi đi rồi. Rồi sau đấy đi từ vỏ con trai này chính là cái nhân này vỏ nha. Thì ít nhất con trai chúng ta đã tạo ra nó một cái nhân như con trai vỏ rồi. Còn tùy theo con giống nuôi một lần cái ghép vào một nhân và một lần mổ ra lấy ngọc là con trai cũng hết luôn. Thì ngoài như một trai nào đẹp thì chúng ta đem ngoài chúng ta làm trang sức, như một trai nào xấu chúng ta đây bỏ vô một máy ta mình ngàn những cái ra để làm mỹ phẩm. Còn thân con trai này để đem ngoài xào một cá lẩu ta chai này rất là ngon. Còn cái giỏ sư của trai già này ngoài cái gì chúng ta giữ lại làm nhân cho con trai cái này sau chúng ta cũng phải đem để cảm thụ bằng cái cao cấp hay là cắt ra đồ trang sức nghề được như thế nào.